Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Di An thuộc thành phố Di An, nằm giữa trung tâm hành chính Di An. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố Di An. Vị trí này giáp danh với Thủ Đức, cách Thủ Đức tầm khoảng 1 km thôi nhé. Đây là căn biệt thự được hoàn thiện phần mặt tiền, ở trong được hoàn thiện sơ sơ. Khu đây là khu biệt thự an ninh, yên tĩnh ở trong khu biệt thự này. Quý anh chị có nhu cầu mua về nghỉ dưỡng, an cư, lạc nghiệp trong đây. Khu đây có bảo vệ an ninh tuyệt đối nhé. Con đường phía trước rộng tầm hơn 10 mét, vỉa hè mỗi bên là 4 mét. Ở đây là khu biệt thự này. Ở đây khung cảnh an ninh, yên tĩnh, thoáng mát, lịch sự. Quý anh chị có nhu cầu mua biệt thự hãy liên hệ với em. Trong khu này đang có 2 căn đang gửi bên em bán. Giá rất là mềm nhá. Do chủ nhà kẹp tiền nên là muốn nhường lại căn nhà cho quý vị mình xem. Căn nhà có chiếc ô tô đậu trước nhà này. Mặt tiền máy thái nhá. Mình về mình có thể hoàn thiện giống như 2 căn kế bên. Mẫu cũng như 2 căn kế bên đây nhá. 2 căn này hoàn thiện ok hết rồi. Ở đây rất là an ninh, yên tĩnh. Mình khu vào khu này phải qua một lớp bảo vệ mới vào được nha. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ và hẹn trước em, để em hẹn trước chủ nhà để mở cửa cho mình xem nhé. Diện tích của căn nhà này là chiều ngang 10 m, chiều sâu là 26 m. Nhà sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Nhà có hoàn công đầy đủ hết. Diện tích là ngang 10, chiều dài là 22 m 6. Tổng diện tích là 226 m2. Căn nhà này nhá. Nhà này thuộc hướng Tây Nam. Phía trước là view sân vườn nhà mình. Do chủ nhà ít ở nên trồng cây ở đây. Quý vị về có thể vừa làm sân xe hơi. Buổi tối mình để sân xe hơi ngoài đường luôn, khỏi đưa vào trong nhà nhá. Hoặc có thể làm lán chạy vào trong đây, mình có thể trồng cây ở đây nhá. View sân vườn rất là đẹp. Ngang 10, sâu 22 m 6. Tổng diện tích là 226 m2. Nhà có hướng Tây Nam. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có 2 sân thượng, sân phơi, đầy đủ hết nhá. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để quý vị tham quan căn nhà này. Ở đây là view không gian của phòng khách nhà mình. Hiện tại đang ở tạm thôi nhé. Như em giới thiệu, đây là dạng biệt thự bán phần thô. Trong đây chủ nhà chưa có lan sơn. Quý vị mua về mình hoàn thiện thêm lan sơn nước và dọn về ở thôi. View phòng khách rất là rộng nha. Phòng khách và phòng bếp cực rộng luôn. Bên đây có lối thoát hiểm tầm khoảng 2 mét ở bên đây. Có cửa bên đây nha. View bếp nấu ăn này. Ở dưới đây có 2 phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh ở dưới đây và một phòng ở cuối. Ở đây là không gian của phòng bếp nhà mình. Nhà được chủ nhà mua, chưa có điều kiện ở tới, muốn bán lại cho quý vị mình. Căn nhà này nằm trong khu biệt thự ở trung tâm hành chính Di An, nằm giữa khu biệt thự Hoàng Gia. Quý anh chị nào dành về Di An chắc chắn sẽ biết khu biệt thự Hoàng Gia. Phòng vệ sinh nhé. Ở dưới đây có một phòng ngủ kế bên kia. Nếu mình không có nhu cầu làm phòng ngủ thì có thể làm phòng khách bên đó cũng được. View này rất là rộng nha.
phía trên còn 5 phòng ngủ nữa, và phòng giặt phòng thờ có 2 sân thượng, nhà đúc rất là chắc chắn nhé. Nhà được làm rất là chắc chắn. Khu này người ta xây bán phần thô, bán cho mình về mình tự hoàn thiện, hoặc là mình có nhu cầu thì mua hoàn thiện họ sẽ hoàn thiện cho. Bây giờ em sẽ lên trên, tại vì trên này chưa trang trí nên là không được sạch cho lắm, nên quý vị thông cảm nhé. Tầng trệt này có tới 3 phòng ngủ nhé, 3 phòng ngủ, 1 phòng giặt, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng sinh hoạt chung. Ba phòng ngủ nhé, tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Trên đây nữa.